Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em chia sẻ đến anh chị mình một loại bánh ăn vặt rất là đơn giản, dễ làm. Người lớn và trẻ em đều thích luôn anh chị. Dạ rồi, ở đây là em có cái bột gạo nha. Em lấy 300g bột gạo. Còn đây là đường ạ. Thì mình có thể dùng đường cát trắng hoặc các đường cát vàng cũng được nha. Em ước lượng khoảng 10 muỗng canh. Nếu anh chị nào thích ăn ngọt thì cho thêm ha. Đây là trứng gà 3 quả. Còn khoảng 1 muỗng canh sữa đặc anh chị. Trứng gà này hôm trước em làm bánh bò đó anh chị, vẫn còn á. Chỉ còn lòng đỏ thôi, anh chị có thể lấy luôn lòng trắng lòng đỏ nha. Còn nước này là nước đun sôi để ấm nha anh chị. Khoảng 280ml nước nha. Rồi sau đó anh chị mình cho tất cả các hỗn hợp vào, cho nước vào, khuấy trộn lên nhé. Đánh bột đều lên anh chị. Anh chị nào đánh đến khi nào mà bột nó tan ta thu được cái bột nó sệt sệt anh chị. Khi mình dở lên nó thì nó có thể chảy thành dòng được, thì đến lúc đó là cái bột của mình nó thành công nha, đã được rồi, bột chảy thành dòng là được ha. Sau đó anh chị mình dùng cái phễu hay là cái gì đó để cho vào cái chai, em tìm được cái chai nước suối nè anh chị, trên nắp có đục lỗ ha. Đấy, đây là cái cách em làm bánh. Rồi anh chị dùng chảo chống dính nha anh chị, tốt nhất là chảo chống dính nó sẽ tốt hơn nha. Mình để lửa nhỏ thôi nha anh chị, tại vì cái bánh của mình nó rất là mỏng, mình để lớn nó sẽ dễ bị cháy ha. Và anh chị mình tạo hình tùy ý nha, mình muốn cái hình gì đó mình cứ tạo ha. Mình đậy nắp lại cho cái bánh nó chín đều. Sau khi mình chở hai mặt cho nó chín đều rồi mình thì cuộn lại. Em thì em cuộn lại, còn anh chị thì có thể tạo hình tỳ cho nó đẹp ha. Em làm theo cái cách này nè, cuộn lại, cuộn tròn lại anh chị. Em thấy có một số anh chị thì dùng cái miếng giấy hoặc là một chiếc đũa hoặc là một cái hình tròn, trụ tròn nào đó anh chị để vào giữa, bắt đầu cuốn tròn nó lại trên cái chảo nóng anh chị, thì cái bánh nó mềm ha. Anh chị cuộn rất là dễ, để trên chảo cuộn luôn nha anh chị, đừng lấy xuống nha. Lấy xuống bắt đầu là cái bánh của mình nó nguội là nó sẽ giòn, cuộn không được nha anh chị. Rồi lần lượt mình làm những cái bánh còn lại. Đây là cách em tạo hình. Em sẽ làm dọc làm ngang ha. Nó như vậy thôi. Rồi đậy nắp lại để cho nó bánh chín. Đây, đây là cái bánh thứ hai của em. Có vẻ là nó hơi vàng đậm hơn, nhưng mà không sao. Như thế này thì nó cũng rất là giòn anh chị, không bị đắng đâu nha. Như vậy là rất là giòn thơm. Anh chị thấy không, trên bếp lửa nó còn nóng á, cuộn rất là dễ, nó còn mềm anh chị, cuộn rất là dễ. Khi mà mình lấy xuống chảo cái bánh nó nguội liền á là nó sẽ giòn, cuộn không được nha anh chị, nhớ là cuộn trên chảo. Và thì cái tới cuối cùng á, anh chị để trên chảo một xíu để cho nó dính chặt lại ha. Đó. Rồi lấy ra thôi. Đây là thành phẩm cái thứ hai anh chị, nhìn rất là ngon luôn, quá tuyệt vời. Cái bánh này rất là đơn giản luôn, và lần lượt anh chị mình làm đến khi hết bánh ha, làm đến khi hết bột chứ. Bánh này thì rất là đơn giản, nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Thì bánh này là một món ăn vặt á,
Em nghĩ là người lớn hay là trẻ em gì cũng đều thích hết anh chị. Anh chị mình yêu thích thì hãy vào bếp làm ngay để cho người thân và các em nhỏ ở nhà cùng ăn cùng thưởng thức nha. Nhanh lắm anh chị. Thời gian làm bánh rất là nhanh, không mất thời gian của anh chị nhiều đâu. Đơn giản, nhanh, tiện lợi mà không cần phải đi ra chợ mua. Ở nhà mình có thể làm được với chỉ cần bột gạo, trứng, đường. Nếu có sữa thì mình cho sữa ha. Còn không có thì mình có thể bỏ qua. Đơn giản, cho thêm nước vào nữa, khuấy đều lên là mình có một món bánh ăn tuyệt vời rồi anh chị. Nhìn rất ngon, rất bắt mắt luôn. Anh chị nào khéo tay hơn nữa thì mình tạo hình cho nó đẹp mắt ha, để kích thích cho mấy em nhỏ ăn nhiều hơn. Em thì em tạo hình giống như một tấm lưới anh chị, sau đó cuộn lại. Thì cái bánh này gọi là bánh kẹp cuộn anh chị. Có nhiều cách làm, có thể làm như cách của em, và có thể là tráng mỏng anh chị, tráng mỏng rồi cuốn như hình chiếc phiểu đó. Em thấy nhiều anh chị làm có nhiều cách khác nhau, mỗi người có một cái sáng tạo, mỗi người có một cái cách làm riêng. Nhưng mà cái cách làm của em thì em thấy đơn giản, dễ làm lắm, ai cũng làm được, tại vì nó rất là đơn giản anh chị. Màu vàng rất là đẹp luôn. Anh chị mình nhớ canh lửa nha, để lửa nhỏ thôi, và canh thời gian bánh chín anh chị, đâu đó tầm khoảng vài chục giây thôi anh chị, là cái bánh của mình nó đã vàng rồi. Tại vì cái bột của mình nó mỏng, nó ít. Nhưng với lại em lưu ý anh chị một vấn đề nữa là mình nên sử dụng bếp ga hoặc là bếp than. Còn bếp điện thì như em thì anh chị thấy hầu như là lửa nó không có đều anh chị, nó chỉ ở giữa thì nó cháy xém, còn những cái phần gốc thì nó không được vàng nhiều hơn. Mình phải xay chảo, mình xiên xay chảo ha, mình để ý mình xay chảo. Còn nếu anh chị mình dùng bếp ga hoặc là bếp bếp than thì lửa nó đều chảo hơn ha, thì cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn, rất là tuyệt vời. Bánh của mình rất là thơm, rất là ngon anh chị. Đó, anh chị thấy không, cái chảo của em á, nó chỉ vàng ở cái phần giữa là nhiều, còn những cái phần gốc bốn góc thì nó chỉ vàng bình thường, ở giữa thì nó hơi cháy xém nhiều hơn, là do cái lửa nó không đều anh chị. Đây là một cái lưu ý nhỏ đến anh chị thôi ha. Bánh của mình vàng rất là ngon. Anh chị nào yêu thích hãy làm ngay nha, đơn giản quá phải không anh chị, mà lại ngon nữa. Bánh này thì em nghĩ nếu mà trời mưa ha, mình làm một cái bếp than rồi ra ngồi vừa làm bánh vừa ăn lúc trời mưa thì quá tuyệt vời, lại ấm nữa anh chị. Chỉ là một món ăn vặt thôi, không có ăn no ha, ăn vặt thôi, vui miệng thôi anh chị. Và đây là thành phẩm của em nè anh chị, được một dĩa này ha, màu rất là đẹp, vàng đều luôn, có những cái nó bị cháy xém nhưng mà rất là ngon. Đây, đây là cái bánh của em ha, vàng rất là đều, thơm, thơm mùi trứng nè. Quá đẹp luôn. Với lại cách tạo hình nó cũng đẹp nữa anh chị, giống như một tấm lưới mà mình cuộn lại vậy, giòn, mình thấy không? Em bóp nhẹ thôi nó cũng gãy rồi,
rất là giòn nha. Anh chị mình yêu thích hãy làm ngay nha, cho gia đình, cho người thân và mấy em nhỏ ở nhà ăn nha anh chị. Thơm anh chị, thơm mùi sữa nè, thơm mùi trứng nè, cái bột rất là giòn, cái bánh này rất là thơm nè anh chị, cái bánh này cháy xém nhiều nè, thơm. Đây là thành phẩm của em nè. Và nãy giờ em chia sẻ cũng khá là chi tiết rồi anh chị, video cũng khá là dài rồi. Để không làm mất thời gian của anh chị nữa thì em xin cảm ơn anh chị đã đến với kênh Tài 66 Vlog nha, để xem video. Nếu thấy hay thì mình làm theo nha anh chị. Yêu thương em, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video. Em xin chân thành cảm ơn. Và đã đến lúc nói lời chào tạm biệt anh chị rồi. Hẹn anh chị vào những cái video mới nhất của em nha. Anh chị nhớ bật chuông thông báo nha anh chị, để nhận video mới nhất của em nha. Em xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt. Bye bye. See you again.